Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình lại tiếp tục ra vườn của những cái ngày rất là đẹp các bạn ơi. Ngày hôm nay trời nắng đẹp rồi, cái thời tiết đó cũng rất là se se, lạnh lạnh, mát mát, rất là thoải mái luôn. Cho nên đó, mình lười biếng, mình không có đi hái trái cây, mình đi chơi các bạn ơi. Bây giờ mới đi về nha, mới vừa về tới đó thì lo hái trái cây chứ không thôi mấy em sóc tới cổng từng trái dâu tây của mình đi. Bây giờ dâu tây chín rất là nhiều, nhưng mà nãy mình ra thấy nó chạy cái rào cái mà không biết chuột hay là sóc, nó chạy rầm 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 vậy đó. Thôi bây giờ vô hái được gì hái, chứ để qua đêm nay là sẽ không còn một trái dâu tây nào hết trơn. Mời các bạn đi theo mình hái tất cả, bỏ lên cái mâm. Lá này là lá nho nha. Rồi hái thôi, bắt đầu tập thể dục trước khi hái. Tập thể dục sao ta? Tập làm sao quên rồi. Đúng rồi. Rồi. Rồi sao nữa ta? Sợ trúng mâm xôi quá. Trước khi hái thì mình sẽ làm vài bài tập thể dục để cho con người mình nó sẽ năng động lên chút xíu để mình hái nha các bạn. Thứ nhất, tập thể dục. Tập sao ta? Vậy hả? Rồi bên này cái nữa, cho nó đều đó, tập bằng cái xương nó kìa, rốt rốt các bạn ơi. Rồi sao nữa ta? Vậy hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Rồi, rồi sao nữa? Hồi xưa có nhiều kiểu tập lắm mà. Rồi, đi hái vô tay thôi. Cho năng động lên chút xíu. Rồi bây giờ đi hái thôi các bạn ơi. Đó, hái. Hái nhanh. Đây, trái này nó giận rồi, nán mắt rồi các bạn. Đó. Ráng hái từ đây cho tới đầu tháng 10 chắc không còn dâu đâu các bạn ơi. Lạnh á, lạnh là trái dâu tây này á, nó buồn, nó tê tái, xong rồi nó chai nha các bạn. Con người mình hay là tất cả những cái rau cỏ thực vật cũng vậy, khi lạnh quá nó gồng mình lên, nó chống lạnh đó các bạn. Cái da nè nó dày mà mình ăn vô nó giòn lắm nha, nhưng mà có trái nó không có chịu lớn thôi. Dâu tây này nó thơm lắm các bạn, nó thơm không cần xịt nước hoa đâu, mà nó thu hút qua mấy con sâu bọ tới phá vườn, nó thơm á. Nè, đây có mấy trái thơm nho nhỏ nè, hái luôn. Đây, một giống dâu tây dài nha. Đó. Đó, ngày nào cũng chịu khó. Quá. Đây, một trái dâu tây dài nha. Một trái dâu tây dài nè các bạn. Cái dâu tây này nó giòn, phải nói là nó giòn nha. Đó, cứ hái thôi. Dâu tây si khép nè, nó giòn rụm mà. Ở đây còn mọc cây dưa hấu tí hon. Mọc tùm lum hết. Đây các bạn ơi. Đó rồi, cái rổ đó rồi, vô. Nhanh không? Bây giờ đa số những dâu tây nó chín á, là nó mọc xong rồi nó nặng, nó trĩu xuống là nó chạm xuống đất á, cái nó bị hư. Cho nên nó hàng ngày, đây, ngày hôm qua không hái, hôm nay ngon quá các bạn ơi. Ước gì mà mình được hái dâu tây quanh năm cho các bạn xem. Không biết nó làm sao ta, chắc trong nhà mà lúc nào cũng có chữ dâu tây. Riết hồi lấy dâu tây xào thịt bò luôn quá. Đó, uống sinh tố không hết thì xào thịt bò. Trong này nè các bạn, dâu tây có ai đem xào thịt bò không? Dâu tây sống mình nghĩ là trộn gỏi, mình xào thịt bò xong cái mình đổ lên cái dâu tây sống sống giòn giòn này, trộn gỏi ngon nha. Chào cây cà tím, hôm nay khỏe không? Đó, nhìn rất là nhiều trái nhưng mà ở trong nhà còn nhiều cà quá cho nên hôm nay chưa có hái. Ngày mai ra hái bí ngòi, hái hết cà tím luôn nha. Rồi, nhìn trái nè. Cái khu vực ở bên kia kìa, khu vực ở bên mình trồng cherry táo đó,
có nhiều dâu tây chín nãy mình tưới nước mình thấy đó, mà giờ qua hái cho kịp chứ không thôi trễ với mấy em sóc là mệt lắm. Từ nãy giờ có trái bự vậy mà không thấy nữa các bạn. Đã chưa? Đó. Bên này. Trời bây giờ chưa có tối mà sao nó mờ mờ dữ vậy ta? Hết rồi đó ha. Dâu gì mà quá chừng quá đó. Đó, chị cha đi ngang qua đây cũng có được một mớ dâu để hái. Có trái nào thì ôm trái đó. Đây. Thôi, tạm biệt cái vườn dâu tây đang nở hoa nha. Đi. Ở đây là mấy cây bí ngòi vàng á mà mình trồng đơn giản như đang giỡn thôi. Đây nè các bạn. Đây. Đó, trồng chơi trong cái chậu rất là nhỏ thôi mà nó ra trái ăn không hết luôn các bạn. Còn cái trái này giống như mình muốn để giống nè. Nhìn ngon chưa? Nó cứng rồi chắc nó có hột đấy ha. Đây đựng trái bí ngòi nè các bạn, nhìn nó to đùng, chưa hái luôn, mai mốt ra hái. Giờ hái ăn hết thiệt sự luôn các bạn. Ăn không hết mà hái vô cái thấy tội nó lắm. Để đây, cần cái mình ra mình hái. Hello, cây táo hồng khỏe không? đây. Táo tím ruột hồng nha. Ngon lắm á. Đó, lần nào cũng quay nó hết trận. Sợ tới mùa nó hết trái. Ở ngoài sau này cũng nhiều lắm nè. Trái triểu các bạn. Ở phía sau có nữa chứ không phải phía trước không. Ở bên này nữa nè. Đó. Trên này nữa nè. Wow. Hôm nay nhìn cái màu đẹp quá ha. Táo quay táo cho các bạn xem nè. Nguyên chùm này nó rụng nè. Đó. Hôm nay nó chín hết trơn các bạn. Chín hết rồi. Ngày mai chắc ra hái không còn. Coi nó rụng xuống cái bánh xe này. Nó rụng đầy đây nè. Các bạn uổng chưa. Wow. Những trái táo thương yêu của mình sao lần lượt nó rụng hết xuống đất vậy nè. Đó, tất cả nó rủ đi chơi rồi các bạn ơi. Mùa thu sắp tới rồi, cây cối lá gì nó rụng tả tơi. Đó, nhiều trái lắm á. Ở đây nữa nè. Hey, rất là đã. Nhìn thèm muối ớt quá. Chấm hoặc là mắm ruốc chấm với táo. Quế này các bạn. Rau quế đó. Wow, bên này có mấy trái. La. Yêu đời quá ta. Mấy trái nó mọc dễ thương quá. Nè. Ngày nào cũng đi hái dâu tây. Mới nãy có những trái mọc bự mà giờ đâu mất hết trơn rồi ta. Nhanh vậy. Thiệt tình. Mấy cái trái này mình sẽ hái luôn. Không để lại đâu. Để đâu có còn nữa đâu mà hái. Hư quá. Trời, nãy mấy trái nó mỏng thiệt là mỏng. Tiếc quá. Tiếc làm gì được mấy em. Mấy em sót mấy em chuột. Quá chừng quả đất nó quậy. Đó, qua khu vực mới gần cây táo hái được chừng ít dâu tây thôi. Còn đa số là bị ăn hết. Hay các bạn. Đó. Cây lê của mình. Một loại lê rất là đặc biệt nha các bạn. Ăn vô là coi như là nó riêng biệt một mùi rất là ngon. Mà đặc biệt chỉ riêng một mình cây lê này có thôi. Nó ngon. Chưa bao giờ mà mình ăn cái trái lê nào mà nó ngon như cái trái lê này. Nhìn đã ha. Đó. Cái bữa nó chín chín rồi ăn. Triểu luôn các bạn. Cái ngọn của nó gục xuống. Để mình buộc lên chứ không thôi nó sẽ gãy nha. Nó nặng quá nó sẽ gãy á. Tới đây mình sẽ hái cà chua không lối thoát. Cái vườn của mình chật quá các bạn, không có chỗ trồng. Mà trồng thì nó tốt quá. Các bạn xem cà chua nè. Hỏi cà chua mà nó ra chùm như vậy. Đi tìm trái chín hái thôi. Nguyên cả lùm đây. Mới sáng thấy chín cả mớ luôn. Giờ tới chiều ra lại không còn trái nào. Mệt ghê cho mấy cái con này. Nó phá quá các bạn ơi. Đó, được có mấy trái vậy đây. Một loại cà chua rắc sô-cô-la nè. Nó chưa chín mà nó đã rớt. Ngon he.
chắc phải hái trái hươm hươm quá. Về cái mình để nó chín thêm nè. Trái bí này phải hái nha các bạn. Giờ mình để là cái cây nó suy, hái để cho mấy cái trái nhỏ này nó lớn nha. Đó, ra như bùn cau, đĩa ngòi nha. Đĩa ngòi tròn, ăn hết sảy nè. Hết sảy con bà bể. Dặn cái gì chứ dặn đĩa ngòi rất là nhanh. Đây, một trái như trái banh. Wow. Còn đây là tất cả khoai tây của mình. Khoai tây đen, khoai tây đỏ, khoai tây vàng, khoai tây tím, mình trồng chung hết vô đây. Và đây là có một trái bí ngòi đĩa bay màu trắng. Lâu quá rồi mình không có hái đĩa bay màu trắng các bạn ơi. Nè, có một trái nè, ngon quá. Hái không? Hái nha. Hái vô ăn. Bí tốt ngất các bạn. Đây. Hai trái bí chủ đạo quá. Bự quá nha các bạn. Bí này vô xào tôm, xào mực hay là xào thịt đó, hay hầm canh cũng ngon. Đi tiếp, đi hái tiếp. Xin giới thiệu đây là dưa hấu tí hon của vườn Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay xem có trái nào. Wow, 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 wow. Đây nè các bạn, được mấy trái dưa hấu tí hon. Ôi, cha nó bò nó ra trái ở dưới vậy ta. Này. Không ngờ năm nay mình có dưa hấu tí hơn hái. Nhiều dữ vậy ta, năm ngoái mình được có mấy trái các bạn. Nè. Nhìn ngon ha. Đó. Dưa hấu này chấm muối ớt ăn giòn giòn. Mình trộn salad ăn cũng rất là ngon. Đó, có vài trái hái cho vui. Đây nè nè. Mình làm cái bẩn như thế này nè các bạn. Cái hình như này để cho nó bò lên đó. Đó, nó đang chuẩn bị bò lên đó nha. Nhưng mà ở dưới cũng có vài trái để cho mình hái. Trên này nè các bạn. Đó. Chắc bên kia trái bự hơn á. Dưa hấu tí hon. Đây nè nè. Sơ sơ mà hái được một nắm luôn. Mới ra đầu mùa nha các bạn, tới mà trời lạnh lạnh á, nó ra nhiều lắm. Ra đợt xong nó tàn luôn á. Wow, còn nữa không? Mình đang sửa lại cái chỗ này để cho nó leo đó. Đó, để cho nó leo nha. Đây. Được chừng này nè các bạn, dưa hấu tí hơn. Wow. Theo sự yêu cầu của các bạn, mình đã trồng được dưa hấu tí hon rồi. Mừng quá. Rõ ràng như một trái. Wow, cái trái này mình phải review liền. Đầu mùa. Trái gì mà nó bự đã ghê các bạn. Trên này nữa nè. Rồi. Mới rớt một trái đâu á. Đấy, nhiều trái quá ta. Cái này ăn có tác dụng gì ta? Sao mình thấy ở trên online để là những điều kỳ thú. Xong rồi những trái mà nho nhỏ như là cà rốt tí hon, rồi dưa hấu tí hon, rồi tất cả sầu riêng tí hon, xếp vô một cái loại trái cây mà quý, quý nhất, thiệt quý luôn. Mình không biết ăn trái cây nhỏ này nó tốt cho cái gì mà sao người ta quý dữ. Đây các bạn. Đó. Rửa sơ đi miếng review ha. Hay hay tí rồi review luôn. Review nửa chừng bị la. Cây này trái bự hơn ha. Cái nhan sắc của nó rất là rõ ràng. Từng đường vân một nhìn. Mê con mắt. Trái này. Tưởng tượng đâu trái dưa hấu này 10kg không? 10kg á. Nè, mình chiếu gần tới tưởng trái bự lắm nè. Đó. À, dưa hấu tí hon. Mấy cái con này nè. Mấy cái con sen này nè. Nó vô nó ăn các bạn ơi. Mình trồng tự nhiên, không có sụt. Không có dục thuốc, dục phân gì hóa học vô. Cho nên mấy cái em sau á rất là mê, rất là thích. Nè,
trái ngon lành làm sao ta. Bỏ vô rổ. Cà chua đen. Hello, cà chua đen. Dưa hấu Tí Hon tới thăm cà chua đen đây. Ở hàng xóm mà. Nó leo lên cây cà chua. Bây giờ mình phải kéo nó xuống. Nhưng thôi, cây cà chua nó sẽ không phát triển. Hái dưa hấu Tí Hon thú vị nha các bạn. Tìm từ nãy đến giờ. Đây, nó vẫn còn đây các bạn. Nó núp. Núp kỹ không? Thiệt tình. Hai lúa năm này mới được hái dưa hấu. Còn nữa không? Rồi, mấy trái nó từ từ cho nó lớn nha. Hồi nào mình thấy nhiều lắm mà ta. Đây, một trái mọc ú nè, ú nu ú nần. Wow, cây này nó bò qua cây kia. Chùm chùm chùm. Rồi, chắc mình hái đại khái thôi. Wow, ở dưới này nè, nó nhiều lắm các bạn ơi. Đây nè, các bạn thấy nó toàn ten ở dưới không? Đó. Còn cái nào nữa không? Đó, cái này nó thích bò qua rồi nó toàn ten. Ây chà, cũng vui quá ha. Hết rồi. Thôi, bữa nào trời nắng ra hái kỹ hơn. Đấy. Nay hái cũng nhiều đó, so với những năm trước là quá nhiều luôn. Thiệt là độc đáo, những cái trái rất là nhỏ, công nhận trời ban cho mình nhiều trái cây ngon, những thấy đã quá các bạn ơi. Đây, mình không ngờ trên đời này lại có trái dưa hấu mà nó nhỏ dữ. Vui quá các bạn, đi hái tiếp. Ra khu vực tới đây là ớt các bạn, nó ngã nghiêng nghiêng ngã luôn. Coi nè. Ai mua ớt không? Nhổ nguyên cây luôn. Khỏi cần hái. Nguyên cây nhẹ mấy ký các bạn. Nhiều một cách khủng khiếp. Wow. Xin mấy em sóc đừng có tới ăn ớt của cô Vinh nha. Quá chừng quá đất cái trái ớt này các bạn. Coi. Ớt chuông không màu. Thiệt. Màu trắng thôi. Không có những cái màu sắc mà đậm lên. Không biết bữa nữa nó như thế nào các bạn. Cái trái này bự nhất này. Wow, nó bự dữ. Con trái này sắp khô rồi, đợi khách xuống ăn mà nó khô luôn rồi khách ơi. Đây cái trái ớt khủng nè các bạn. Đây nhìn trái ớt này, ý bữa nó bự lắm á. Mùa thu mà lạnh lạnh xuống hả, ớt nó mê. Wow, hôm nay cũng chưa hái trái bí này nữa. Đây. Quá wow, hôm nay đỏ tươi, tự nhiên mình thèm trái ớt này quá. Mình thèm mà muốn té luôn các bạn. Để ớt tím nè. Tím bị mắc kẹt này các bạn ơi. Nó bị mắc kẹt, tội nghiệp chứ. Mắc kẹt hái đi. Tội nghiệp lắm quá. Rồi, mắc kẹt vô trong cái kẽ. Rồi để mấy ga trái ớt đỏ này lại nha. Rất là nhiều trái ớt sai. Cà tím nè. Cà tím nhiều lắm, chưa có hái luôn. Wow, khu vực này nữa nè các bạn. Ớt gì đâu mà nó mê nè. Ớt này ăn nó giòn, xào mực, xào tôm. Hay là mình độn thịt cho đó, mình nướng với phô mai đó cũng ngon lắm. Ở đây cũng có cây. Trái quá chừng là trái. Mùa này là cái mùa gì mà nó đua nhau. Ớt nó ra trái mà coi như không kịp thở các bạn. Coi, ra trái nè. Muốn xỉu trái luôn các bạn. Hái được hai trái. Chim nó bay nè các bạn. Đó, buổi chiều là chim nó bay. Nhiều lúc nó xếp thành hình đó. Có chữ Vinh Nguyễn Thị luôn. Nếu mình tưởng tượng ra chữ Vinh Nguyễn Thị là nó có Vinh Nguyễn Thị cuộc sống Mỹ ở trên trời ấy. Đó.
Khi nào mà mấy em chim này nghe lời á các bạn, xếp thành Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ ngay trên bầu trời luôn. hết sảy các bạn. Đây. Wow, cho các bạn xem một trái dâu tây thiệt là bự đây. Lâu lâu có một trái bự ăn ăn nha. Bây giờ dâu tây ha, khu vực này ra trái, mà cái trái mà nó ra trái mà nó đua nhau mà nó phình lên mỗi ngày. Nhìn cái trái này đó. Cây táo tàu của mình bây giờ đã có kết quả ra trái rồi các bạn. 3 năm trời mua cây táo tàu bây giờ mới ra trái nè. Không biết có tới lượt chín để mà ăn không nữa. Đây các bạn thấy rõ không đó. Trời nó hơi mờ. Đó, nhìn ngon ha. Chui được ra phía này rồi các bạn. Đi tìm dâu tây. Đây, không ngờ, thiệt là bất ngờ. Trên cái sự bất ngờ, được một trái. Đây. Đi hái trái cây gì đâu mà nó thích quá các bạn ơi. Muốn trái cây nó có hoài, nó đừng có tàn được không? Trái cây ơi, đừng có tàn. Hãy ở lại đây với cô Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ đi trái cây. Đó, quá chừng quá đất luôn. Đây. Móp. Đây trái này. Đạt chưa? Bí ngòi để bay, nửa xanh nửa vàng. Nhìn ngon quá, ngày nào cũng ghé tới thăm. Khi nào mà trái này nó bự, tao đông thôi hết thăm nha. Hái. Đó. Cái bí thấy ngon không? Nguyên một hàng bí của mình nè các bạn. Bí ngòi nè, chậu nào cũng đổ trái hết trơn. Trái nào trái nấy nó dài sọc. Đây, các bạn xem cái trái nó nè, chắc dài cả 3 gang quá. Nè, ngon hết mức nói luôn. Bên này nữa nè. Đó. Bên này nữa. Nhiều món ngon quá ta. Hôm nay cũng không kịp hái luôn. Wow, tuyệt vời. Cái cây bí nhỏ tí mà nó ra cái trái coi to đùng. Rồi đây nữa nè. Phải nói cái trái bí này ăn giòn lắm nha các bạn. Mê ly luôn. Đó. Ăn nó giòn nha. Các bạn nhìn biết cái da nó ăn giòn cỡ nào rồi. Đây. Còn trái bí chuối của mình nè. Bây giờ nó không thành trái chuối rồi mà nó thành y như trái bầu mà màu vàng á các bạn. Còn ra thêm trái non nữa nè. Tuyệt vời nha. Còn ra thêm một mớ bí nữa nè, nhỏ nhỏ nè. Ngon quá chừng. Mình nhớ lúc trước mình có mới làm video cho các bạn xem, mình trồng bí này nè các bạn. Nó bự giống vậy luôn nè. Còn đây là một cái loại bí lùng. Nó ra trái nào như trái nấy các bạn, nó bóng loáng hết luôn. Đây nhìn nè, đây. Nhỏ nhỏ lùng lùng mà nhìn cái trái nó non. Hái không? Thôi nó bự lên tí rồi hái. Còn ớt của mình là trồng khắp nơi. Dâu tây dạo này cái trái nó ngộ quá các bạn. Đó, nó sắp chín rồi đó. Tí mình sẽ tưới nước cho những cái chậu này. Chưa có tưới nước hết đó. Ngập tràn trái cây. Năm này thì táo hàng ngang nó không có ra nhiều trái nha các bạn. Nó ra được có vài trái. Chắc mình hái mình ăn quá các bạn ơi. Đây. Đó. Các bạn thấy trái táo không? Này là táo gala mà năm này lại không có chăm sóc. Cho nên nó la mình sao không chăm sóc nó. Bây giờ nó nhỏ tí, nhỏ thì ăn nhỏ. Đây, một số trái táo rất là nhỏ luôn. Có trái này là chín thôi ha, ăn trái này. Còn trên kia là lê nha các bạn. Lê này là lê màu xanh đó. Có trái nó chín thì nó sẽ màu nâu, rất là thơm. Năm nào thì mình cũng hái cây lê này. Cũng năm này cũng ok. Trái cũng vừa, được 20 mấy trái. Mời các bạn cùng ăn. Thơm. Chắc nổi. Mấy bữa này không trang điểm đỡ tốn mấy khí phấn các bạn.
đỡ tốn tiền. Ngon gì đâu, nó ngon như là nó ngon, mình không từ chối được là nó ngon hơn cái mức nào, mình chỉ biết là nó ngon như cái mức này thôi. Rất là ngon. Hay các bạn. Còn nhiều thứ hái lắm mà không biết giờ có đủ anh. Trời nó tối rồi, không biết có đủ ánh sáng để mà hái không. Trái gì đâu mà nó lan lóc. Ngon chưa? Vườn hẹ của mình nè, bây giờ nó tốt nhất luôn, ngày mai chắc cắt làm gì ăn các bạn ơi. Đó, thấy có cỏ thì mình nhổ đi. Hẹ này nó thơm lắm, nó rất là giòn. Khi mình đúc bánh xèo hay mình xào với giá, với tàu hũ, hay là mình xào với cái gì lòng heo, huyết heo gì đó, rất là ngon. Đi nhổ cỏ cho hẹ. Xin giới thiệu đây là cái ớt camen. Đây, camen, camen. Nè, trái nè các bạn, dài. Giờ mới còn non thôi đó mà hơn một gang tay rồi đó. Mình trồng 4 cây vô một chậu mà trái nào trái nấy nó ra bự tao đùng. Coi, nhìn thấy cưng ha. Đó, các bạn thấy không? Ớt camen. Đây, cái bữa nó chín nó sẽ có cái màu giống như màu nâu 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 nâu, giống như ớt sô-cô-la vậy. Đó, bạn nào thích trồng thì mua loại ớt này về trồng nha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Vẫn còn đi hái dâu tây. Cái này là nguyên một dãy dâu tây sát ở phía trong vách tường gần nhà nha. Ngày nào cũng ra hái được vài trái vui vậy. Sai trái cực kỳ. Các bạn xem nè, trồng dâu tây xứng đáng ha. Đó, bỏ công ra trồng mà trái nó ra dày mới thích rồi. Chăm kia. Hái xuyên suốt, xuyên màn đêm luôn, vẫn còn dâu tây. Đây các bạn, cầm không hết luôn á. Ây da. Thì bạn nói cô ơi, review cây thù lù đi. Đây, trái thù lù đây, Tomatio. Đó, đọc cái này là Tomatio. Ra trái thù lù. Thấy các bạn, mình trồng 2 cây mà nó cao cả 2 mét á, cao lắm. Cái bữa tha hồ mà hái nha. Đấy, một mớ dâu tây nữa đây. Dâu tây bây giờ ra nhiều trái hết bấy nhiêu các bạn ơi. Khó mà còn để mà hái. Khó lắm. Nó ăn sạch hết trơn vậy nè. Mệt quá các bạn ơi. Trồng trái cây cực khổ khi hái, không còn để hái. Còn cà chua đỏ thì mình trồng ở trong cái chậu nhỏ nè, nó trĩu cành hết trơn. Đó, thấy trái nào gom hết. Trái rất là nhiều. Hôm nay không có trái này chín nè. Trái sống thì còn, mà trái chín thì bao nhiêu trái cũng bị ăn hết. Đây các bạn, nhiều lắm. Trồng 3 cây mà nó đổ trái coi. Bên này có trái nào. Để mình đưa cây này ra ánh nắng nha. Cây này hơi tối, tại vì nó có cây thù lù nè. Lù nó che đó các bạn. Đợt trước mình hái hết lê rồi mà bây giờ nó còn sót lại trái lê nè các bạn. 2 trái luôn. Sót là hái liền, không thôi sẽ mất. Sản vật của vườn nhà mình. Rồi hái một ít mâm xôi nữa là được đi vô nhà các bạn. Chỗ kia nho chín quá, nó chùm 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 chùm, không biết có con gì nó hái không.
trời tối mà đi hái mâm xôi cũng hơi sợ. Sắp tới tựu trường rồi các bạn ơi, chuẩn bị mấy đứa nhỏ nó được đi học. Tựu trường năm nay không biết, thì từ lớp 8 là học ở nhà, còn lớp 9 trở lên là được học ở trường. Mình thấy người ta thông báo vậy đó, mà mình không biết để xem tính lại như thế nào. Tình hình dịch bệnh thì vẫn còn, cho nên ở bên Việt Nam thì bây giờ chắc mọi thứ đều học ở nhà ha các bạn. Tại thấy bây giờ cái gì giãn cách xã hội ha. Đó. Đấy. Mê chưa? Wow, hôm nay có mấy dâu tây giống như hột xoàn đá quý này các bạn coi. Dâu tây hôm nay ngon thiệt cả nha, cái trái ngộ đời. Ê cha, phát hiện ra được một bụi mâm xôi mà nó chín hết trơn các bạn. Nó chín hết, đen nhánh hết luôn. Ngon muốn xỉu các bạn. Ngày nào cũng được ăn trái cây ngon hết, người mình nó khỏe cực kỳ. Làm việc không biết mệt nha các bạn ơi, ăn trái cây sạch nè, trái cây organic nè. Không có hóa chất ở trong. Đó. Đây là cái trái sắp chín nè. Trái hường rất là chua. Hái trong cái bụi. Trời tối đi hái trái cây á, sợ sợ các bạn ơi, sợ có cái con gì ra hàng rào nó phóng ra nó cắn mình. Mình mà bị mấy cái con chồn gì nó cắn á, là phải đi nhà thương đó các bạn. Đi chích thuốc ngừa, cái mũi thuốc nghe nó dài, mũi thuốc dài lắm. Nên hồi trước mình dại lắm các bạn ơi, mình có bầu đứa thứ hai á, mình thấy mấy cái con chồn nó tới nó phá vườn của má chồng mình á, mình cầm cây ra, cái mình đập cho nó chạy mà nó không chạy tới, nó không chạy đi mà nó chạy tới mình đó các bạn, ghê không? Nó đâu có sợ người đâu. Cái từ đó là mình bị người trong nhà la nó, trời ơi mấy cái con đó đừng có giỡn, thú rừng ở đây nó không có hiền, nó không có sợ người đâu, nó thấy người là nó tấn công luôn á. Được trước cái chị nào đi tập thể dục á, cái con raccoon gì á các bạn, con mèo rừng á, nó ra nó níu chị á, nó dí con chó nó cắn, cái xong rồi chị binh con chó đó, chị bảo vệ con chó nó cắn chị hết trơn, rách người may mấy chục mũi trên người luôn á, rồi phải đi chích thuốc ngừa nữa. Gần nhà má chồng mình á, má chồng mình đi cũng đi tập thể dục luôn á, mà đi xa hơn đó chút nữa tới thì thấy chị bị thương rồi, cho nên á cảnh sát tới luôn á nha các bạn, người ta gọi cảnh sát tới, cảnh sát đưa đi bệnh viện á. Mấy cái con thú rừng không phải giỡn, mình thấy nó nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, nó ghê lắm á, nó dữ lắm đó các bạn, cẩn thận nha. Dạo này nữa mấy đi bộ mấy con chó ở trong nhà nó hay phóng ra nó cắn người nữa đó các bạn, cẩn thận. Chăm chỉ hái sẽ được 1 ký. Hồi trước mình mới qua Mỹ mình gọi cái này là dâu tầm rừng các bạn, nó cũng tương đương hơi giống dâu tầm đó, hơi giống chút xíu thôi. Trái dâu tầm thì có vẻ nó dài hơn. Cái vị này thì với dâu tầm cũng khác nhau các bạn ơi, không có giống lắm. Dâu tầm cái vị nó rất là dâu tầm, còn cái này là rất là mâm xôi vậy thôi à, không có thể nào mà cho nó chung nhau được. Đó, bây giờ là sẽ viền một màu đen hết. Nay mình bới kiểu tóc nè.
hơi làm kiểu kiểu tí nè các bạn. Bữa nào mình sẽ rảnh á, mình làm những kiểu tóc đẹp, mình bỏ lên trên kênh YouTube cho các bạn xem nha. Mình học được 30 mấy kiểu tóc luôn, học trên online thôi. Mình thử mình làm cho mình nó rất là đẹp nha các bạn. Đó, đối với mình thì đẹp thôi, còn đối với các bạn thì không đẹp là nó không đẹp vậy thôi. Nhưng mà mình thấy mình làm nó đẹp là mình vui rồi. Wow, nhiều mâm xôi quá, hái hoài chỗ này, ngày nào cũng hái cũng hết. Trái bự nè, trái bự quá. Đó, các bạn thấy không, trái bự nè. Nè, ăn thử trái nha. Ngon tuyệt vời. Hey. Rất là ngọt, chua chua, ngon quá. Hôm nay nè các bạn, thời tiết lạnh lạnh rồi ấm ấm, mâm xôi nó chín đều hết trơn, nó không bị khô nha. Hái đã tay thôi. Hái khi nào mà hết trái thì đi vô nhà. Nè, đẹp quá ha. Trời tối mà quay cũng đẹp đó chứ. Cái máy này Canon G7X nha các bạn. Bạn nào làm YouTube thích mua máy này thì mua. Đó, đây các bạn ơi, đây là những trái cây mình hái xong, bây giờ đã rửa sạch rồi. Bây giờ thử vài miếng rồi đi vô nhà nha. Mũi nó tới nó chích các bạn ơi, nó chích ngứa cái tay dễ sợ luôn. Đây, mời các bạn, mời các bạn ăn vài trái dưa hấu tí hon nè. Giờ không còn thấy gì nữa đâu. Giòn rụm. Ngon quá các bạn. Dưa hấu tí hon đặc biệt, giòn, ăn tương tự giống dưa lê nhưng mà nó hơi chua chua, trái nó nhỏ. Đẹp ha. Các bạn ơi, hồi nãy ở ngoài vườn mình ăn mũi chích quá, mình vô trong nhà mình ăn tí rồi mình sẽ kết thúc video nha. Mời các bạn chấm. Dưa hấu tí hon ăn giòn rụm, ngon quá các bạn ơi. Ngồi bệt xuống đất cho đã, ra vườn xong mỏi hết tay chân các bạn, mũi nó dí nó chích nữa, tuyệt vời. Trái lê nâu. Giờ mà mình đứng ở ngoài vườn mình ăn á, mũi nó bu mình đen hết trên cái tay luôn, nên mình phải phóng chạy vô nhà để ăn vài miếng. Wow, trái lê nó ngọt quá, cho tí muối vô. Nhỏ nhỏ mà nó ngon. Rất là giòn, ngọt, không có vị chua. Nãy mình định ăn trái ớt màu tím, cái nó hết pin. Vô nhà ăn tiếp. Mời các bạn chấm miếng muối nè. Ớt chấm muối ớt rất là tuyệt vời. Đây, mâm trái cây nè. Cái sofa nó màu đen, nhìn nó cùng màu với trái ớt luôn quá. Để đây mới thấy trái ớt nè. Giòn quá.
ớt tím này ăn nó béo béo các bạn ơi. Nguyên ngày mình ăn toàn trái cây. Ăn cái ớt nó ngon gì đâu. Nó giòn, trong cái độ giòn mà nó giòn. Giòn rụng. Nhiều bạn nói mình làm ăn gì đây? Bạn thấy rõ không? Bí ngò đĩa bay chấm muối luôn. Mê ngon nha các bạn. Bí trắng ăn hết sảy. Nhưng mà cái độ giòn nó không bằng cái bí vàng nha. Bí đĩa bay vàng ngon. Nó ngon hơn, nó giòn hơn. Cái độ ngon nó nhiều hơn bí trắng. Còn cái bí này không dám gặm mà gãy răng. Vào tay quá chừng nè. Nãy có mấy cái bự đâu mất rồi ta. Như mình ăn mất tiêu cái dâu tây bự rồi hết ta. Mời các bạn ăn trái dâu tây kết thúc video nha. Vì hấu tí hòn thì ăn đã các bạn. Rồi bây giờ mình xin tạm biệt các bạn ở đây. Các bạn xem video của Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Nếu mà các bạn cảm thấy thích thú khi mà xem những cái video mà hái trái cây thì sang năm mình trồng nhiều nữa cho các bạn xem. Thì bây giờ mình xin tạm biệt các bạn ở đây. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ và thiệt nhiều sức khỏe. Tạm biệt các bạn. Xem video nhớ nhấn nút like, đăng ký, ủng hộ kênh mình với nha.